Tím nhẹ hả? Tím nhẹ. Đây là tím hơi nhẹ. Hơi nhẹ. Còn đây là... Tại vì không đổi màu hả? Cái này là không đổi màu đúng không? Đẹp quá. Đẹp quá. Đây là đổi 10 giọt mới đẹp này. Đổi 5 giọt thấy vậy thôi. Rồi. Đó. Chứ quay đâu, đâu, rồi, khoan. Bây giờ cái nào là không tẩy? Bây giờ là không tẩy như thế nào? Mày màu. Mất màu dần, mất màu dần. Mất màu dần thì đúng không? Còn cái màu ban đầu có đẹp không? Vậy bây giờ mình nhỏ, mình làm lại một cốc khác, mình nhỏ ít hơn thôi. Dạ. Mình nhỏ khoảng 2-3 giọt thôi, được rồi. Nhỏ nhiều quá nó sẽ bị mất màu. Màu ban đầu em quên là màu gì vậy? Màu vàng. Màu vàng. Không phải màu vàng đâu. Phải màu gì nhớ, xong tính màu vàng. Màu gì á? Màu cam cam hay sao á? Màu gì 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 á? Màu gì